Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày nắng mưa đan xen, đến tối và đêm nay, Hà Nội vẫn sẽ có mưa rào ở một số khu vực, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ. Trời se lạnh. Sang ngày mai, sáng sớm có nhiều sương mù, chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội đang được cảnh báo ở mức thấp bởi lớp sương mù đã khiến cho khói bụi ô nhiễm bị quẩn quanh, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Người dân nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nên nền nhiệt ngày mai sẽ giảm xuống từ 2 đến 3 độ, còn trong khoảng từ 23 cho tới 28 độ. Từ đêm ngày 9 tháng 10, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, nên nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ phổ biến trong khoảng từ 16 cho tới 18 độ. Còn ở vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động trong khoảng 19 đến 21 độ. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, đủ để mang lại cái lạnh đầu mùa. Do đó, người dân ra đường cần mang theo áo khoác mỏng. Nhất là trẻ em nên giữ ấm, tránh tình trạng cảm lạnh hay mắc các bệnh về đường hô hấp. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây Hà Nội, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía Nam Hà Nội, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, nhiệt độ dao động trong khoảng 24 đến 27 độ. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, trời có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, mưa rào và dông cũng xuất hiện, nhiệt độ dao động trong khoảng 22 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, trời có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!